Sau một năm nỗ lực lao động sản xuất, những người thân họ hàng trong gia đình ông Hạng AC ở bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La lại quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc về một năm mới an lành. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tới năm nay gia đình nào trong bản cũng ấm no hơn, bữa cơm cúng Tết đầy đủ hơn, con cháu có áo mới mặc. Giờ đây ăn Tết cũng văn minh hơn, không còn uống rượu nhiều, ăn Tết vài ngày nữa. Cùng với các phong tục đón Tết, nhiều xã vùng cao huyện Bắc Yên đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đây cũng là năm thứ hai, hoạt động văn hóa thể thao được xã Hang Chú tổ chức gắn với dịp Tết truyền thống của đồng bào Mông. Hoạt động này tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc. Năm nay tổ chức là to hơn, như của bà con nhân dân là về đông đủ, mà đông như vui như này là sẽ giảm thiểu được một số cái nội dung, đó là về cái đời sống của bà con nhân dân là cái ngày mùa nó phát triển. Với tỷ lệ trên 45% đồng bào dân tộc Mông là cộng đồng lớn nhất ở huyện Bắc Yên, phân bố rộng khắp ở 16 xã thị trấn. Để đảm bảo cho bà con đón Tết truyền thống, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể của huyện Bắc Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên các hộ nghèo, các gia đình chính sách, đảm bảo gia đình nào cũng có một cái Tết ấm no. Những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng như đường, điện, trường, trạm và trụ sở làm việc, nhà văn hóa và các cái cơ sở vật chất khác, nhất là việc xây dựng nông thôn mới, đầu tư các cái tuyến đường vào từng bản một. Một mùa xuân mới đang về ở các bản làng vùng cao của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, mang thêm nhiều niềm tin và hy vọng.